Sự hấp dẫn của World Cup nữ 2023 tiếp tục được thể hiện qua những trận đấu đầy cảm xúc tại vòng 1/8, khi tuyển nữ Nhật Bản và Australia lần lượt giành vé vào tứ kết. Tại vòng bảng châu Á, 6 đội tuyển đã cống hiến những màn trình diễn đáng chú ý. Tuy nhiên, sau khi vòng bảng kết thúc, chỉ còn 2 cái tên tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vị vô địch, đó là tuyển nữ Nhật Bản và Australia. Tuyển nữ Nhật Bản đã có màn trình diễn ấn tượng khi đối đầu với đội cựu vô địch Na Uy. Với tỷ số 3-1, Nhật Bản không chỉ thể hiện sự vượt trội trong thế trận mà còn khẳng định được tinh thần chiến đấu và lối chơi tập thể đồng đều. Còn ở phần kia bảng, tuyển nữ Australia cũng đã ghi danh vào danh sách các đội lọt vào tứ kết sau khi vượt qua thử thách đến từ Đan Mạch. Mặc dù chưa thể hiện phong độ tốt nhất, tuyển nữ Australia vẫn tỏ ra mạnh mẽ và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ đối thủ nào. Sự thăng hoa của tuyển nữ Nhật Bản và Australia không chỉ là niềm tự hào cho hai quốc gia mà còn đánh dấu một bước tiến lớn của bóng đá nữ châu Á. So với World Cup 2019, năm nay đã thấy sự đa dạng và cân bằng hơn trong cơ cấu các đội lọt vào vòng tứ kết. Trong khi đó, tuyển nữ Mỹ đã trải qua trận đấu kịch tính với Thụy Điển. Dù thống trị thế trận với việc kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn, tuyển Mỹ không thể vượt qua thủ môn Musovic của Thụy Điển trong 120 phút thi đấu chính thức. Cuộc chiến cuối cùng đã được quyết định qua loạt sút luân lưu và tuyển Mỹ phải chấp nhận kết thúc hành trình tại World Cup nữ 2023. Tuy vậy, đây vẫn là một kỳ World Cup đáng nhớ với nhiều điều bất ngờ và cảm xúc.